hội chị em chuyển giới tụ hội đông đủ trong tiệc cưới tại nhà Lâm Khánh Chi. Tối nay 27 tháng 12, tiệc cưới tại nhà Lâm Khánh Chi được diễn ra với sự góp mặt của nhiều bạn bè, cô dâu tới từ cộng đồng LGBT Sài Gòn. Lâm Khánh Chi tổ chức lễ cưới tại nhà riêng với sự tham gia của đông đảo bạn bè của mình. Đáng chú ý hơn cả là sự xuất hiện của hội chị em trong cộng đồng những người chuyển giới tại Sài Gòn. Đây là những người bạn vô cùng thân thiết với Lâm Khánh Chi trong cuộc sống. Sự có mặt của hội chị em xinh đẹp này gây nhiều sự chú ý cho quan khách. Cô dâu Lâm Khánh Chi diện áo dài đón khách. Hội chị em chuyển giới đua nhau khoe sắc. Lâm Khánh Chi chia sẻ cảm giác của cô hiện tại đang rất hồi hộp và lo lắng để làm sao chuẩn bị mọi thứ chu toàn nhất cho buổi lễ đón dâu vào 7 giờ sáng ngày mai. Được trở thành phụ nữ, được tổ chức một đám cưới cổ tích đã là mơ ước từ rất lâu của Lâm Khánh Chi. Trong lễ đón dâu ngày mai, tổng số trang phục mà Lâm Khánh Chi sẽ mặc là 5 bộ. Cổng hoa hành tráng có tên của cô dâu Lâm Khánh Chi và chú rể Trần Phi Hùng. Bàn gia tiên được bày biện chu đáo và đẹp mắt. Mẹ Lâm Khánh Chi tự tay chu toàn những chi tiết cuối cùng để đám cưới con gái được trọn vẹn. Lâm Khánh Chi cũng tự tay sắp xếp, cô luôn muốn lễ cưới của mình phải hoàn hảo nhất.